Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em Những người đam mê xe đạp, yêu thích xe đạp Cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao ưng ý Phù hợp với bản thân Quan trọng nhất là chiếc xe phải chất lượng Và phù hợp với túi tiền của mình các bác nhé Hôm nay em xin phép em lại lên một chiếc xe Đó là thương hiệu của hãng XDS Mã là Zomanke 500 Model 2020 đời mới các bác nhé Đấy Em sẽ nói qua chi tiết cấu hình cũng, cũng như là thương hiệu của chiếc xe cho các bác hiểu thêm này Xe hạng XDS Zomanke này Mã là mã Zomanke 500 này Nó là thương hiệu XDS Thì là vẫn là từ xa xưa nó là của Úc Nhưng giờ phút này tất cả mọi thứ đều đặt tại Trung Quốc Và đồng nghĩa ta cứ nói luôn là Made in China đấy là của trung quốc các bác nhá nhưng tiêu chuẩn của nó xuất được sang tất cả các thị trường kể cả là châu âu cũng giống như là thị trường việt nam mình hay châu á kể cả tại úc cũng bán chiếc xe này các bác nhá nhiều các anh chị em đi du lịch hoặc đã công tác và sinh sống ở bên úc một thời gian sau có về việt nam có mua chiếc xe ở bên đấy là xds này mang về và anh chị em đã cảm nhận Và đi rồi Rất là bền bỉ Chất lượng rất cực kỳ là ok Thậm chí các anh chị em ở Việt Nam mình Cũng đã mua Xe của hãng này rồi XDS này rồi Nó tùy vào là mã gì Và model gì mà thôi các bác nhé Cũng đã trải nghiệm nhiều năm nay rồi anh chị Các anh chị em đánh giá Hãng xe này rất chi là ok Phù hợp với túi tiền của mình Giờ em đã xin phép em sẽ nói qua chi tiết cấu hình của chiếc xe trên cái video này cho các bác hiểu thêm nhé. Riêng chiếc xe XDS Zomanke 500 này ở Việt Nam mình hiện tại các shop mà còn bán mới giá là hơn 14 triệu tùy từng model, tùy từng mã các bác nhé. Nhưng riêng dòng này, dòng cấu hình như này là giá là hơn 14 triệu. Có lời bán cao hơn thì em không rõ nhưng chắc chắn có những nơi bán cao hơn. Em sẽ bắt đầu đi vào cấu hình của xe đây. Xe được trang bị cặp phanh đĩa dầu thủy lực cao cấp của Nhật, Shimano MT200. Riêng cặp phanh này mua lẻ ở Việt Nam mình triệu 2 đến triệu tư một cặp. Xe được trang bị nguyên bản theo xe. Tay bấm đề Shimano Deore cao cấp của Nhật, mã là M6000. Lip 10, đĩa 3 là 30 tốc tay lái và cọc tay lái cũng nguyên bản theo xe của XDS bằng nhôm cao cấp siêu nhẹ các bác nhé à, tiếp tục đến là xe được trang bị nguyên bản cũng theo xe là chiếc thủ thơi cao cấp cũng của của hãng XDS Romancy đây thủ thơi đây 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 nhé các bác nhá đây là cái xốp em vừa bóc ở thùng ra cái xốp bụi thôi bóc ở thùng ra chứ không phải xước gì nhá thật chất xe rất mới đây ngón tay em gạt đây cho bác biết này chứ em không rửa giết gì hết đây đấy các bác nhìn đây Xe còn mới 95-98% cơ Đây chiếc thụt hơi cao cấp này Đây chiếc thụt hơi ti thụt là màu đen Đấy Vai thụt càng thụt là bằng nhôm Bên này đây các bác nhé Có chữ AIR Bơm hơi và xì hơi tại đây Đây là cái lắp đậy để tránh trường hợp nước Hoặc bụi nó vào trong cái van này Đấy còn chúng ta bơm và xì chúng ta vặn ở đây ra thôi Trên vai thụt Có khóa remote thông minh bấm ở trên tay lái. Các bác đi vào cung đường đẹp, các bác muốn xe không nhún, không bị mất lực, muốn tốc độ nó được uh, luôn đồng đều, không bị mà không bị mất lực, không bị mất tốc độ. Các bác ấn vào đây. Khóa lại. Đấy. Còn các bác đi vào đường xấu, nhiều ổ gà, tránh trường hợp tay nó vào nó chỗ sóc ấy, tay nó bị ê tay, ê người, ê mông. Các bác ấn vào nút đỏ bên cạnh đây ạ. Đấy, là thụt mở ra là sẽ nhún rất là êm ái, thủ thơi thì các bác biết rồi, nó cao cấp tuyệt vời luôn. Xe cũng được trang bị nguyên bản theo xe là máy ơ cao cấp bằng nhôm, LovaTech, đầy chữ LovaTech cũng in thẳng vào máy ơ đây ạ. Trục rỗng bánh tháo mở khóa bằng tay, ổ bạc đạn, các bác nhá, ổ bạc đạn này. Đây tiếp đến này, củ phanh dầu Simalo của Nhật đây ạ, cũng in trên cả củ phanh. Tiếp đến đây cũng không phải xước các bác nhá Đây là băng dính này Ngón tay em cậy đi cho các bác xem này Đấy Đấy Đớt là đơn giản Rửa cái là sạch ạ Em cứ phải quay ra rõ ràng Lăn hoa dẹt nhá Dẹt lại tam dẹt Rất là xé gió Vành cũng zin bản theo xe Romancy. Đây Cũng theo nguyên bản luôn các bác nhá Tiếp đến là khung 100% Là khung nhôm cao cấp Hãng XDS này là khung nhôm Alloy X6 các bác nhá Dây thì 100% là dây đi âm sườn nằm ở trong khung đây ạ. Đây em quay rõ này, cả hai bên. Âm sườn nằm ở trong khung hết. Đây khung nhôm, các bác nhìn cái màu xe đẹp không? Nó mới như thế này mà, thật sự là con này mới 95 98% luôn đấy ạ. Đây. Tiếp đến đây ạ, những cái tem mác của hãng này thì tất nhiên rồi là phải có đầy đủ đây. Chữ tiếng Tây, tiếng Tàu rồi là tiếng uh, Nhật gì thì em không rõ nhưng em vẫn quay cho các bác biết. Đây, công nghệ nhôm alloy x6 đúng, in luôn cả trên cái thanh đứng của xe đẹp là 500 à, x6 alloy đẹp à. đùi đĩa nguyên bản theo xe bằng nhôm cao cấp cũng là của xds bàn đạp cũng nhôm nguyên bản theo xe đây Chụp cốt rỗng bạc đạn các bác nhá ngón tay em chỉ đấy ạ à, bạc đạn đấy dây đây âm sườn nằm trong khung đây đấy gạt đĩa gạt đĩa trước cũng là Shimano Deore M6000 của Nhật các bác nhá. M6000 đấy chân chống zin nguyên bản theo xe đây lắp vào bên trong hai con ốc vẫn nguyên đây đây củ phanh dầu shimano đằng sau đây ạ của nhật mayer sau cũng thế giống mayer trước nguyên bản theo xe bằng nhôm cao cấp của hãng lovatech đây ạ lovatech mã số của mayer đây bằng nhôm nhé các bác nhé trục rỗng bánh tháo mở khóa bằng tay đây các bác nhìn ổ đây mayer bạc đạn này em chỉ ngón tay này bạc đạn luôn Xe được trang bị củ đề cao cấp của Nhật Cũng nguyên bản theo xe Shimano Deore M6000 Đời mới các bác nhá Có khóa đây Có khóa khóa hãm líp đây ạ Khóa mở gạt đây Đấy, Đây là khóa hãm líp em ngón tay em chỉ đây ạ Đây các bác nhìn líp biết đây Em chưa rửa giấy đâu Nhưng mà riêng cái líp này chỉ cần rửa nhẹ cái là sáng bóng Nhưng mà thực tế em quay nó là Người thật nó việc thật luôn Không cần rửa Mình cứ quay thực tế cho các bác biết ạ Đây từ tầng 1 đến tầng 10 các bác nhìn đây Từng cái bánh răng nhỏ nhất cho đến bánh răng to Vuông thành sắc cạnh luôn Đấy các bác nhìn nhá ừ, Đùi đĩa Bên này đây cũng Nguyên bản theo xe của XDS Bạc đạn đây Đĩa nhôm nhá Cốt rỗng bạc đạn ngón tay em chỉ về đây Tất cả đây là bụi hết Chỉ đây ngón tay phủi cái lá sạch Tiếp đến đây ạ Những xe chính hãng của XDS Đây Nó có cả mã vạch số seri ở trên khung đây ạ. Đấy. Zin từ yên các bác nhá, yên đây. Cọc yên cũng zin hết. Nguyên bản zin 100% luôn. Xe là size đây ạ. Size 15. 5. Đấy, nó gọi là size XS. Phù hợp cho người cao. Từ 1m55 các bác nhá. 1m55 đến 1m70 đổ lại. Đấy, riêng chiếc này là 1m55 đến 1 mét 70 đổ lại Đây em quay cả hình xe Xe phối màu rất đẹp luôn Trắng, đỏ, xám Đấy Rất đẹp Mới 95% luôn Em không dám nói 98% Nhưng em nói 95% Cho các bác biết đây Hầu như không có một vết xước nào đâu ạ Toàn cảnh ở trên khung này Em quay một vòng lại cho các bác biết này Đấy Thụt hơi Phanh đĩa dầu thủy lực của Nhật MT200 Bộ chuyển động Tay bấm củ đề gạt đĩa đều là của đều đây m sáu các bác biết rồi riêng m sáu rất là cao cấp rồi khá là đắt đấy chiếc xe này mới cũng rất đắt các bác cứ lên tham khảo nhé các bác lên tham khảo xem em nói có đúng hay không ạ em nói không sai đâu mới nó mười mấy triệu cơ nay em thanh lý chiếc xe này với giá chín triệu năm trăm nghìn Đấy, em nói rõ trên giá trên video luôn Và đồng nghĩa là trên bài, trên nội dung Ở trên cái video đó em cũng ghi rõ luôn Giá là 9 triệu 500 nghìn Đấy Đây Dìn các bác nhìn Dìn từ đôi lốp Mặc cả trước cả sau Đây ạ Các bác nhìn em quay sát vào lốp này Cả trước cả sau Mới như thế này Đấy Chứ em bảo là Uh, xe cũ kêu mới không phải đâu ạ. À. Thực tế thì em quay sát đây, đến từ tay lái cũng là X6 hết ạ. À. Cao cấp hết. Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây. Anh chị em nào có nhu cầu uh, muốn mua chiếc xe này, ưng chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em hoặc là kết bạn PM Zalo em. Cái gì cần em tư vấn thêm, các anh chị cứ hỏi ạ. À. Em xin phép em kết thúc video ở đây. Em chào các anh các chị